thiền tại hoàn thành. Ta có một câu đơn giản gắn cho thiền tại hoàn thành, đó là I have a turn. Kết nối giữa quá khứ và hiện tại, cái khoảng thời gian mà hành động xảy ra trước nhưng mà lại chưa rõ ràng. Chúng ta thường quan tâm cái kết quả mà ở hiện tại của nó. Người Anh và người Mỹ thường hay sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Mình hãy xét ví dụ này nhé. Chúng ta hãy xét một ví dụ nè. Đó là người đàn ông này đã mất chìa khóa. He's lost his key. Look at him. Chúng ta hãy nhìn anh ấy đang tìm chiếc chìa khóa. Tom can't find his key. Anh ấy không tìm ra được chìa khóa. Có nghĩa là anh ấy đã mất chìa khóa rồi. He's lost his key. Or he has lost his key. Thì he has lost his key có nghĩa là anh ấy đã mất chìa khóa, đúng không? Và anh ấy không tìm lại nó, không tìm thấy nó bây giờ nữa rồi. Thì ta có là cái động từ have lost or has lost được dùng ở thì hiện tại hoàn thành. Động từ của nó ở cột 3. Và chữ have sẽ cộng với động từ ở cột 3. Chữ lost ở hiện tại là lose, quá khứ của nó là lost và quá khứ hoàn thành, và cục 3 của nó sẽ là lost. Ta có công thức sau: are you, we, they sẽ đi với have. Ví dụ: I have, we have, you have, they have. Bạn đã, tôi đã, chúng tôi đã, họ đã. Nhưng nếu he has, she has, it has, họ thì không còn là, thì mình sẽ nói rằng anh ấy đã, cô ấy đã và nó đã. Chúng ta lắp vào câu nào. I have finished. Tôi đã hoàn thành. We have finished. Chúng tôi đã hoàn thành. They have finished. Họ đã hoàn thành. They have finished. Họ đã hoàn thành. You have finished. Bạn đã hoàn thành. Nhưng mà anh ấy, he has finished. Anh ấy đã hoàn thành. She has finished. Và it has finished. He has lost, she has done, và it has done. Thì dài của nó, thể dài của nó sẽ là I have, nhưng thể ngắn sẽ là I've, we have, thể ngắn sẽ là we have, thể ngắn là we've. Và thể dài sẽ là we have, thể ngắn they've sẽ bằng, thể dài là they have, thể ngắn you've, thể dài sẽ bằng là you have, thể ngắn he's, thể dài sẽ là he has, thể ngắn she's, thể dài sẽ bằng she has, thể ngắn it, và thể dài sẽ là it has. Thì động từ ở dạng quá khứ phân từ thường ở cột 3 trong bảng bất quy tắc, động từ bất quy tắc. Nhưng chúng ta nhớ là hầu như thì là chúng ta sẽ thêm ed vào sau động từ, trừ những động từ bất quy tắc chúng ta sẽ sử dụng những cái động từ khác và phải học thuộc đấy các bạn. Ở đây mình ví dụ một số động từ bất quy tắc. Ở cột A, cột đầu tiên thì ở hiện tại, cột B ở quá khứ và cột C ở quá khứ phân từ. Ví dụ như be, ở hiện tại là to be, is, am, are, nhưng ở quá khứ là was hoặc were, và quá khứ hoàn thành sẽ là been, hoặc là beat là đập đánh, quá khứ của nó là beat, và quá khứ phân từ sẽ là beaten. Chữ become ở hiện tại sẽ là become, ở hình thức quá khứ sẽ là became, và quá khứ phân từ sẽ là become. Ở hiện tại của begin là begin, quá khứ của nó là began, và quá khứ phân từ của nó là begun. Bend ở hiện tại là cúi chào, bend. Quá khứ của nó là bent, và quá khứ phân từ là bent. Đây là bất quy tắc đấy các bạn. Bet, động từ ở hiện tại là bet, cá cược. Quá khứ của nó cũng là bet, và quá khứ phân từ cũng là bet, vì nó bất quy tắc mà. Bite ở hiện tại có nghĩa là cắn. Ở quá khứ là bit, ở quá khứ phân từ là bitten. Blow là thổi ở hiện tại, quá khứ là blew, và quá khứ phân từ là blown. Ở hiện tại break, quá khứ của nó là broke, đã phá vỡ. Quá khứ phân từ là broken,
bring ở hiện tại, quá khứ là brought, mang vác, và quá khứ phân từ là brought. Hiện tại của broadcast sẽ là broadcast, nhưng quá khứ là broadcast, thậm chí quá khứ phân từ của nó cũng là broadcast. Đây là những động từ bất quy tắc. Để hiểu hơn về thì hiện tại hoàn thành, mình sẽ cho thêm một số ví dụ để các bạn rõ hơn nhé. Ví dụ Rachel can't find her phone. Rachel không thể tìm thấy điện thoại của ấy. Thì Rachel đã mất điện thoại rồi. She has lost her phone. Chữ she's nó bằng với she has. Chúng ta chọn đáp án F, lost. Lisa can't walk and her leg is in plaster. And she's broken her leg. Lisa không thể đi lại, chân của cô ấy đang mang nạng đấy, và cô ấy bị gãy chân. She's bằng với she has broken her leg. Dan didn't have a beard before, now he has one. He's grow a beard. Dan không có râu trước đó, nhưng bây giờ anh ấy có một bộ râu. Như thế thì Dan đã một râu. He's bằng he has. It was raining 10 minutes ago. It isn't raining now. It's stopped raining. Trời mưa cách đây 10 phút, bây giờ trời không mưa nữa, đang không mưa nữa. Thì thế thì trời đã tạnh mưa. Và sau chữ stop cộng với động từ thêm in, it's bằng với it has stopped raining. Các bạn nhớ nhé. They were having dinner 10 minutes ago. They aren't eating now. They ever finished eating. Họ đã đang ăn tối cách đây 10 phút. Bây giờ họ không đang ăn nữa, và họ đã kết thúc bữa ăn rồi. Sau finish cộng với động từ thêm in, và they were sẽ bằng với they have finished eating. Đã xảy ra điều gì đó, vấn đề mới đã xảy ra. Oh, I've cut my finger. Ôi, tôi đã cắt chúng tay mình. Throat is closed. There's been an accident. Con đường đã bị niêm phong, đã có tai nạn xảy ra. There's sẽ bằng với there has been an accident. There's sẽ bằng với there's. There have, và chúng ta đặt chữ been vào. There has been. Các bạn nhớ nhé. Police have arrested two men in connection with the robbery. Người cảnh sát đã bắt hai người đàn ông liên quan tới vụ trộm cướp. Chúng ta có cụm từ in connection with là liên quan tới. Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại thành có một cái sự liên quan tới hiện tại bây giờ. Ví dụ như the action in the past, và hành động này ở trong quá khứ và nó có kết quả ở hiện tại. Ví dụ is Sally here? No, she's gone out. Thì nó bằng với she's out now. Actually, cô ở đây không? Không, cô ấy ra ngoài rồi. Nghĩa là cô ấy không có mặt ở đây nữa. He told me his name, but I've forgotten it. I can't remember it now. Anh ấy đã nói cho tôi cái tên của mình, nhưng tôi đã quên rồi. Và bây giờ là tôi không thể nhớ được tên của anh ấy nữa. I can't find my bag. Have you seen it? Tôi không thể tìm thấy cặp của tôi. Bạn có nhìn thấy nó không? Bạn câu này có thể đổi lại là do you know where it is now? Thì những hành động này đã xảy ra trong quá khứ, không biết là thời gian xảy ra lúc nào. Và bây giờ hậu quả ở hiện tại rằng, câu thứ nhất rằng cô ấy không còn ở đây nữa. Câu thứ hai, tôi không còn nhớ gì nữa. Và câu thứ ba là tôi không biết cái cặp của mình ở đâu. Xảy ra trong quá khứ và để lại kết quả ở hiện tại. Thì ta dùng ở thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta hãy so sánh chữ gone và chữ been. He has gone to Italy. Và he has been to Italy. Chữ has gone to Italy nghĩa là anh ấy đi tới đó, đi tới Italy và vẫn còn ở đó, trên đường ở đó đấy. Và ở đó, đang làm gì ở đó. Nhưng he has been to Italy. Anh ấy đã đi rồi và anh ấy đã về. Và bây giờ anh ấy kể chúng ta nghe. He has been đi rồi và về rồi. Chúng ta nhớ nhé, hai hành
hành động has gone to Italy, đi chưa về, nhưng has been to Italy. Chúng ta hãy áp dụng làm một số câu sau để nhớ thêm về thì hiện tại hoàn thành nhé. I will meet a cat. Ngữ cảnh này is too small for me. Nó hợp với hoàn cảnh này, chỉ là tôi vừa làm cái bánh. Và cái bánh này nhỏ đối với tôi. Và Tania has had a baby girl. They are both well. Vì cái hoàn cảnh này nói rằng Tania có một cô em bé nhỏ và cả hai họ đều khỏe mạnh. Bill has moved to a new flat. Và I don't know his address yet. Bill vừa mới chuyển tới một căn hộ mới và tôi đã không biết địa chỉ của anh ấy, đã chưa biết đấy. Chúng ta sang phần C. Just already. Yeah. Just là vừa mới, already xong rồi, và yet là chưa. You can't use the present perfect with just already and yet. Bạn có thể sử dụng ba từ này trong thì hiện tại hoàn thành. Và just có nghĩa là a short time ago, cách đây một vài phút. Are you hungry? Có đói không? No, I've just had lunch. Tôi vừa ăn rồi. Hello, have you just arrived? Về chưa? Xin chào, về chưa thế? Chúng ta còn sử dụng already để nói tới cái điều gì đó đã xảy ra sớm hơn mong đợi. Already. Ví dụ, don't forget to pay your electricity bill. Đừng có quên trả trả tiền điện, hóa đơn điện nước ấy. I've already paid it. Tôi đã vừa mới trả rồi. What time is Mark leaving? Mark rời vào lúc nào? He has already left. Anh ấy đã đi rồi. Yet, nghĩa là cho tới bây giờ. Yet, show that the speaker is expecting something to happen. Yet, cho thấy cái điều gì đó người ta mong muốn nó xảy ra. Use yet only in questions and negative sentences. Chúng ta sẽ chỉ dùng yet trong câu các câu hỏi hay câu các câu phủ định mà thôi. Mình có ví dụ sau. Has it stopped raining yet? Trời đã ngừng mưa chưa nhỉ? I've written the email but I haven't sent it yet. Tôi đã viết thư nhưng mà chưa gửi. Đã chưa gửi. Would you like some coffee? Bạn có thích uống cà phê không? No thanks, I've just had some. Không, tôi đã vừa mới uống rồi. Câu nào đi với câu nào đây? What time is David going to leave? David sẽ rời vào lúc nào? He has already left. Anh ấy đã vừa mới rời đi rồi. Nó xảy ra sớm hơn người nói mong đợi các bạn nhé. Dùng dùng một tí hoàn toàn thành. What's in the newspaper today? Báo nói gì hôm nay thế? I don't know, I haven't read it yet. Tôi không biết, tôi chưa đọc báo. Did you know where Julia is? Bạn có biết Julia sống ở đâu không? Julia sống ở đâu không? Yes, I've seen her. Vâng, tôi vừa mới thấy cô ấy đây. Is Sue coming to the cinema with us? Sue sẽ đi đến rạp chiếu bóng với chúng ta chứ? No, she already seen the film. Không, cô ấy đã xem phim đó rồi. Chuyện này đã xảy ra và vẫn chưa biết được thời gian. Các bạn nhé. Chúng ta chú ý nè. Chúng ta cũng có thể sử dụng thì quá khứ đơn. Ở trong trường hợp này, ví dụ như Is Sally here? No, she went out. Không, cô ấy đã ra ngoài rồi. Hoặc là she's gone out. Trong nhiều trường hợp thì chữ went out và gone out có thể dùng và không phân định rõ lắm đâu. Are you hungry? I've just had lunch. Văn nói thì mình nói có chữ have just had lunch. I've just had lunch. Người ta nói như thế. Như thế là mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành rồi. Thì hiện tại hoàn thành sẽ diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và sẽ còn kéo dài tới tương lai. Nó liên quan tới hiện tại và tương lai, những gì xảy ra trong quá khứ và sau đó để lại hậu quả hay để lại bài học kinh nghiệm gì đó cũng sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Nếu các bạn thích bài này thì hãy nhấn like chia sẻ cho mình nhé. Hoặc các bạn không hiểu bài này thì cũng hãy inbox mình để mình hướng dẫn thêm.